cho anh em một ngày mới tốt lành, chim kêu dự hú đã quá. Như làng quê của em nó sướng cái là có chim kêu dự hú rồi, rất là đã. Anh em nghe khắp làng không? Rồi anh em cũng là review con cúp 50, con cúp 50 xuất sắc. Đó, cũng gửi đến anh trai luôn. Đó, anh trai chờ đợi em trong vài hôm, em sắp xếp rồi chuyển nó về với anh trai ha. Rồi rất là cọp luôn anh. Trời ơi, nền cầm chị không nổi luôn, quá trời quá đất, nó mơ nó mơ ốc tán. Anh thấy ghê không? Mới cực kỳ này, em mới rửa sơ còn ống ánh nước. Lóc bén ngót, quá đã luôn. Bọc sên chịu không nổi luôn, ốc tán mới chắc. Ba ga thì thôi, quá đã luôn. Thèm xăng quá sướng luôn. Nên do thời gian không có đó nên em chưa có lau được, tí xíu nữa em lau khô sạch sẽ thì nó sẽ đã hơn. Nhưng mà em hiện tại giờ quá bận nên sẵn đây em đổi hứng lý qua cầu, xong cái em quay lên cho anh xem luôn để anh cũng đỡ sốt ruột, em cũng sướng nữa. Anh trai đỡ sốt ruột mà em cũng sướng nữa. Chứ anh trai cứ yên tâm, cứ từ từ là em ấy sẽ về với anh thôi. Đó, quá đã luôn. Cứ từ từ chậm chậm là em sắp xếp công việc sẽ cho em ấy về với anh. Đó, nhìn tổng thể quá đã không? Nó mới ghê. Mới quá đã không? Quá mới luôn. Là anh trai yên tâm chờ đợi em ấy. Cũng gì cũng vậy, mình từ từ mình nhấp nhả nó mới sướng. Chứ còn mình cứ gấp quá là nó không có đã đâu. Anh cứ từ từ em sắp xếp gửi cho anh trai đang sốt ruột. Tội nghiệp em Út. Em Út cũng muốn nhanh gọn lẹ để anh Út, em Út thu hồi vốn chứ. Nhưng mà do tình hình chung cũng hơi chậm tí xíu. Quá đã luôn. Tí nữa em cho mấy đứa em 200 cái bình mới luôn. 200 cái bình mới. Giờ bình này nó yếu điện quá, nó không có đề được. Tí xíu em cho mấy đi em nó thay bình mới cho anh luôn. Và anh trai chờ đợi em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem clip của em Út. Quá phê luôn. Anh em nghe cái chim kêu dượng hú ở xóm làng nhà em nữa. Đồng quê em sướng cái chim kêu dượng hú vậy đó. Nhiều khi vô đây nghe thanh thản, mát mẻ. Ở ngoài nó ồn ào quá. Cảm ơn anh em rất nhiều.